Chị hai. Em nhớ rồi, nhớ rồi. Hôm đó có người đẩy mẹ em xuống giục. Thôi, con cứ vui vẻ lên đi. Thiệt á? Đừng mà, Mỹ Ngọc. Em phải nhớ lời chị dặn, không được nói những chuyện này trai biết. Nhớ chưa? Nhất định. Em không có được để cho mẹ biết là em nhớ ra bất cứ chuyện gì. Em đừng có quên lời chị dặn đó nghe chưa? Nhất định. Chị hai sẽ đòi lại công bằng cho mẹ em, cho ba em và cả anh hai em nữa. Chị sẽ bắt mẹ con họ phải đền tội. Đó, nó biết rồi sao? Làm sao nó biết được chứ? Cô đã biết hết những chuyện của tôi từ lúc nào? Từ lúc nào? Hả? Mỹ Ngọc, em qua đây. Thiệt là tội nghiệp cho mấy người. Chưa tới lúc thì bí mật đã bị tôi biết được. Mà cô đã biết hậu quả như thế nào rồi ha? Mau vô đây, mày, vô đây, mày, vô đứng lại, mày đứng lại. Mở cửa ra. Được rồi, còn cô và con khùng ở trong đó được bao lâu? Con khùng kia, đã đến lúc mày phải đoàn tụ với gia đình của mày rồi. Đã hơn 20 năm, tao đã cầm đắng nuốt cay để mà nuôi dưỡng mày, nuôi dưỡng đứa con của kẻ thù, đã hại chết gia đình của tao. Con biết là tao đau khổ lắm hay không? Và tao đã cố ý cho mày uống thuốc để mày càng khùng, để mày không bao giờ nhớ nữa. Mày buộc đắp được cái chết của con tao cho cha mày gây nên. Mày hôm nay mày đã tỉnh lại, mày nhớ được những gì? Mày nhớ được những gì? Mày nhớ được chuyện gì? Mày ra đi, mày ra đi. Mày muốn cái gì? Đừng, mày nhớ được chuyện gì? Đừng mà. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, em bị làm sao vậy mẹ? Mẹ à, người đâu? Người đâu rồi? Mẹ ơi, mẹ. Mẹ ơi, mẹ đừng làm con sợ vậy mẹ. Người đâu? Người đâu rồi? Cô đã làm gì mẹ tôi? Tại sao mà tôi lại rơi từ trên đó xuống? Tôi không có làm gì bác ấy hết. Vậy ý cô nói mẹ tôi tự rơi từ trên phòng nó xuống à? Tin hay không là chuyện của anh, tôi không thể nói khác được vì đó là sự thật. Với lại tôi cũng không có lý do gì để xô bác ấy xuống hết. Không có lý do à? Hay là mẹ tôi đã cố tình tác hợp hai chúng ta lại với nhau và cô đã chống cự nên xô mẹ tôi xuống dưới? Tôi đã nói với anh rồi, bác ấy sơ suất cho nên đã tự mình rơi xuống, chứ không có ai làm gì bác ấy hết. Tôi hy vọng bác ấy sẽ tỉnh lại. Khi đó anh cứ hỏi thì mọi chuyện sẽ rõ chứ gì. Vậy tại sao mẹ tôi lại không rơi từ phòng khác mà rơi từ phòng của Mỹ Ngọc? Tốt nhất là cô nên cầu nguyện cho mẹ tôi tỉnh dậy, còn bằng không tôi không tha cho cô đâu. Quả báo là quả báo. Đôi tay còn vương hơi ấm nồng nàn, tình ái đã vụt bay.